Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 8, nhiều người dân Hà Nội khi tham gia giao thông không khỏi bất ngờ khi thấy trời mù mịt, cảm giác như sương mù bao phủ khắp nơi, tầm nhìn hạn chế. Theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc, sáng nay Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với nhiều điểm đo nhận ngưỡng đỏ, cá biệt có một vài điểm đo lên ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe và mọi người. Lý giải về nguyên nhân hiện tượng trên, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đêm mùng 10 tháng 8 và sáng sớm ngày 11 tháng 8, miền Bắc có mưa, mưa rào. Những cơn mưa đêm đã để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo ra lớp sương mù. Mặt khác, hiện nay ở miền Bắc đã vào thu, vì thế hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện như sáng hôm nay là một nét đặc trưng của mùa thu miền Bắc. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sương mù là một trong 20 loại hình thiên tai thường gặp ở Việt Nam, là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát bề mặt trái đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1 km. Theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc, sáng nay Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với nhiều điểm đo ghi nhận ngưỡng đỏ, có hại cho sức khỏe mọi người, cá biệt một vài điểm đo lên ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe mọi người. Tình trạng trời mù mịt bắt đầu từ sáng sớm, nhưng cho đến 11 giờ 10 phút, hệ thống quan trắc không khí Palm Air ghi nhận nhiều điểm đo lên ngưỡng đỏ trong sáng nay. Cá biệt một số điểm đo lên ngưỡng tím như điểm đo tại trường mầm non thực hành Hoa Sen, quận Ba Đình, có chỉ số AQI là 279. Đại học Quốc gia Hà Nội, quận Cầu Giấy, có AQI là 260. Điểm đo tại khu Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, có AQI là 276 ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của bộ tài nguyên và môi trường cũng ghi nhận các điểm đo ở màu cam bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người đặc biệt là người già trẻ nhỏ người mắc bệnh hô hấp tim mạch theo tiến sĩ hoàng dương tùng chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam ô nhiễm không khí ở các tỉnh miền bắc trong đó có thủ đô hà nội chịu sự chi phối mạnh của yếu tố thời tiết theo quy luật các ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng chủ yếu xảy ra vào mùa đông trong những ngày thời tiết có yếu tố nghịch nhiệt khiến chất gây ô nhiễm không phát tán được mà động lại gần mặt đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, những ngày ô nhiễm, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà, vận động, tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách. Vệ sinh mũi, xúc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt là sau khi ra đường. Cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.